Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang. Gửi đây chào toàn thể mọi người. 5 đầu số điện thoại quen thuộc của shop. Các bác cần thông tin gì vui lòng liên hệ 5 đầu số điện thoại. Hoặc là các bác gọi trực tiếp vào cái số điện thoại bên cạnh tiêu đề nhá. Bên cạnh tiêu đề. Hôm nay giới thiệu với các bác về cái nô lưới bẫy chim đêm. Thời điểm này thời điểm đang đầu mùa, một số nơi anh em đã túc tắc chuẩn bị đồ dụng cụ để chơi rồi. Thì giới thiệu với anh em hai cái mẫu lưới để đánh chim đêm cơ bản mà shop vẫn đang cung cấp nhé các bác nhé. Đầu tiên đó là cái mẫu lưới nhá. Lưới màu trắng. Đây. Lưới màu trắng này các bác này. Đối với lưới này ấy, thì nó sẽ đạt lưới này gọi là lưới mắt 8 phân. Mắt 8 phân nhá các bác nhá. Chiều dài nó đạt ấy, nó đạt khoảng hơn 90 m, hơn 90 m. Đây này, mắt này là mắt 8 phân này. Và cái sợi cước này này. Sợi cước này là sợi cước 22. Sợi cước 22 các bác nhá. Đây, sợi cước này thì cước 22 này. Cước này gọi là cước xù. Anh em vẫn gọi là cước xù ấy. Bình thường năm ngoái thì có thể một số nô cước 18 hay là cước 20 hơi nhỏ hơi nhuyễn. Nhưng đối với cước 22 này ấy, thì chơi là rất là ok. Giúp cho các bác có thể đánh được gà đồng, đánh được trích dế, đánh được quốc đồng, đánh được cả sâm nhá. Cái này thì nó sẽ hơi thô một chút, hơi thô một chút nhưng mà các bác cho nó trùng túi sâu một chút thì vẫn là hiệu quả rất là cao. Đối với cái này ấy, thì sẽ là làm theo cái cấu hình đó là 6 giường 5 túi nhá các bác nhá. Giường trên cùng là có thắt chống xô. Có thắt chống xô các bác nhá. Đấy, thắt chống xô. Và dây giường ấy nó là dây cước đặc. Các bác lưu ý kỹ. Dây giường toàn bộ là dây cước đặc hết, không có dây cước xe. Dây cước đặc này nó hạn chế và cái độ rối và độ bền nó sẽ tốt hơn. Cước này thì vẫn là cước nguyên bản màu trắng thôi. Các bác có nhu cầu về các bác sẽ phải tự nhuộm. Đây là cái lưới này gọi là lưới mắt 8, có nghĩa là các bác kéo chéo góc này. Kéo chéo góc này ấy, nó là 8 phân. Đấy, có nghĩa là mỗi một cạnh nó là 4 phân đấy. Đây là cái lưới dành cho anh em đánh chim đêm, cước 22, sợi cước 22, lưới xù. Lưới mắt 8. Độ dài của nó đạt là 90 m hơn. 5 giường 4 túi và thắt chống xô của nó là nó sẽ đạt được 1 m là có 2 nút thắt. 1 m nó sẽ đạt là hai mấy cái mắt đấy, hai mấy mắt đấy các bác nhá. Nói chung là lưới này rất là nhiều thịt rồi, các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, rất là nhiều thịt nhá. Thế đây là cái lưới nhá, dành cho đánh chim to. Còn các bác mà đánh chim nhỏ thì sẽ có cái lưới bên này. Cái đánh chim nhỏ này là lưới mắt 5. Lưới mắt 5 nhá. Đây, các bác lưới mắt 5. Lưới mắt 5 này thì đã được cơ sở làm lưới nhuộm sẵn cho chúng ta. Nhuộm sẵn cho chúng ta màu đen. Đây, màu đen này. Đây. Và cái này thì nó sẽ cơ cấu của nó làm 5 giường 4 túi. 5 giường 4 túi nha các bác nhá. Và giường trên cùng là có thắt chống xô. Thắt chống xô, là giường trên cùng thôi. Và dây giường toàn bộ là dây cước đặc. Các bác thấy này, toàn bộ dây cước đặc hết, không là dây cước xe. Nhuộm sẵn màu đen. Và đối với lưới mắt 5 này thì sẽ dành cho các bác đánh các loại họ nhà rẽ. Rẽ run, rẽ hoa, ốc đỏ, mắt cao, chằng nghịch. Nói chung là những dòng chim nhỏ á. Cái lưới mắt 5 này ấy, thì sợi cước của nó, nô này là tôi đang đặt sợi cước 17 nha các bác nhé, sợi cước 17 đấy, rất là chắc chắn, không bao giờ lo đứt. Thì đối với loại này các bác càng nó thấp xuống nó nhiều thịt thì nó không bao giờ leo ra được nhé. Sợi cước to, còn sợi cước quá mịn thì các bác sẽ không chơi được đâu, không chơi được. Cái này về chiều cao của nó là một tay đủ sẽ cao là 120 mắt đấy, cao 120 mắt. Được chia làm 5 giường 4 túi. Nhưng mà cái này là thắt chống xô là khá là nhiều thịt lưới đấy. Lưới khá nhiều thịt thì cái độ dài của nó nó chỉ đạt được cho các bác là khoảng 80 mét thôi. 80 mét đổ về thôi, nhưng không được hơn đâu. Còn nếu mà thắt cho nó dài hơn thì nó lại ít thịt quá các bác nhé. Đây là cái lưới mắt 5 dành cho đánh chim nhỏ. Lưới mắt 8 thì dành cho đánh chim to. Chim to thì các bác mua lưới to, chim nhỏ thì mua lưới nhỏ nhá. Thế còn cái loại lưới to này, lưới mắt 8 này thì chiều cao của nó sẽ đạt cho các bác là 100 mắt chứ không phải là 80 mắt nhá. 100 mắt và nhân với 8 phân thì nó là 8 mét đấy, chia làm 6 giường 5 túi nhá. Còn mọi thông tin khác thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại shop theo các số điện thoại như trên nhá. Mặt hàng ngoài mặt hàng và lưới chim đêm
thì shop vẫn còn rất nhiều các mặt hàng khác về loa, loa check, loa toa, một loại loa phục viện cho các bác chơi trên đêm. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi clip nha, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.